Để đây từ sáng đến giờ luôn nè mà không ăn nè. Không có đứa anh lấy ra ăn cho nó ăn nó mới ăn. Ừ. Hay thiệt. Ừ. Đó thấy chưa? Chứ không có đứa nào mà dám mà lên đó mà lấy cái đồ ăn. Wow, cái này mới lạ nè anh. Người ta nói giết anh được rồi mà không ở tù đâu cũng giết á. Dạ. Nó anh bị khùng, bị điên. Dạ. Ui có nặng nề như vậy đó. Trời nghiệp chưa? Nó kế Út đấy, con nhỏ kia nè Út đó. Cần nó nè, kế Út nè. Mấy đứa này. Nè. Đó bằng này nè mới được đưa về trại nè. Đang phải cách ly nè, đang bị bệnh đường ruột nè. Dạ. Tụi nó thà anh nhịn đói. Dạ. Chứ tụi nó nhịn đói mà chịu được. Mà có trại nào mà cho ăn chay giống như không? Không, chỉ có mình anh thôi. Ừ, nói chung cũng khuyên nhiều người cho các bé ăn chay đi. Dạ. Tại vì em biết nó cơ thể nó như mình á, có nhầm nhầm bé nó bị phong á. Dạ. Rồi cái em cho ăn thịt bò, thịt gà này kia cái nó bị ghẻ. Dạ. Năm da nó lở lét còn đẹp lắm. Cái này là mướp nè. Rồi là bí nè. Dạ. Bí đỏ. Dạ. Giống như bộ đội vậy hả anh Tuấn hả? Bếp ăn bộ đội này cả nhà ơi. Nè. Đó bằng này nè mới được đưa về trại nè. Đang phải cách ly nè, đang bị bệnh đường ruột nè. Tội nghiệp không? Ráng nha, mau khỏe đi vô chơi với các bạn nha. Tội nghiệp quá à. Mang sâu xa sát sát một chút. Để cái gì? Hoàn cảnh một chút. Đó. Tội nghiệp quá. Đang phải cách ly đó. Có điều kiện ở đây vậy là tốt lắm rồi. Chú có 100 ông đội cho con. 100 đâu chứ. Em có 100 không? 100-200 cũng được. Đội cho con. Không có hả? Đó thấy chưa? Đúng nè, không có bao giờ có 500 1 triệu trong túi nè. Không có đâu. Chú nè, anh thiệt. Tuấn nói là đúng thiệt nè. Ừ. Đây là 5 lá cà lì xì anh. Còn đây là số tiền anh Tuấn có trong túi. Oh my god. Chắc mày lì xì thêm quá à. Thôi được rồi. Trời mong cho em dáng nè. Dạ. Cố gắng cứ con đường em đi nó tuyệt vời lắm. Dạ. Đi quay những cái gì để giúp ích cho đời, giúp ích cho động vật này. Dạ. Cứ em cứ hàng đi. Dạ. Không rồi vậy năm Na Cà hứa là sau này được bà con yêu quý, bà con coi kênh ủng hộ like và đăng ký kênh cho Nam Na Cà. Năm Na Cà sau này có nhiều người yêu mến rồi, năm Na Cà kiếm được nhiều tiền rồi, năm Na Cà sẽ đi xì cho anh thêm rồi giúp đỡ một tay để nuôi tụi nó nữa. Rồi bà con có muốn yêu thương động vật, muốn yêu thương các bạn chó mèo, muốn tới đây tham quan chơi với tụi nó thì hãy tới đây nha các bạn đó. Địa chỉ rõ ràng. Ui con kia lớn quá vậy. Ôi 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 ôi, con này bao nhiêu ký anh hả? Chắc phải 40 ký quá. Trời ơi. Anh bế nó nổi không? Ê ê ê. Không, nó hiền lắm. Dạ. Ê. Trời ơi. Ôi ôi ôi. Ừ biết rồi, hát đó hả? Rồi nè, tò mò con heo nè. Ui chà. Trời ơi, đồ uống của nó nè. Sạch sẽ dữ không? Mãn inox rồi luôn đó. Mãn inox. Mà, em có thể review đồ ăn của anh được không? Cái cây đó. Dạ. Kệ có cho anh nấu đồ ăn trong nhà nữa. Trời dạ. Anh có một mình ở đây thôi. Ừ. Dạ. Bả đặng. Dạ. Làm giữa cái này sạch sẽ cái đầu mình cho nó ăn. Dạ. Ê ê không có quen nha, chưa có quen thân nha. Coi coi. Còn ông này nữa. Thứng vậy đó, giờ dạ. Đầu ngã xuống rồi nằm. Dạ. Trời ơi. Ông này là bao nhiêu ký đây? 200 á. Trời ơi. Ông mạnh ghê không? Ông này là tốn đồ ăn nhất đây nè. Ừ nó ăn bằng mười mấy đứa này đó. Dạ. Trời ơi ông ơi. Ở đây là bắt đầu chăm sóc tụi nó khỏe mạnh là đem nặng á nằm. Dạ. Trời ơi mày ăn chay sao mà mày lực lưỡng như vậy? Kiếm nó hết rồi. Đó mọi người tin chưa? Ăn chay là sức khỏe cường tráng vậy đó. Dạ. Không phải là ăn chay là không tốt sức khỏe đâu nha. Cực tốt luôn đó. Dạ. Đúng không? Mày đồng ý luôn hả? Hết kia người ta là ăn thịt không à? Hết kia nhà mình thì ăn chay. Nuôi nó 2 năm rồi đó. Dạ. Thấy con này là cơ duyên như thế nào mà đến với anh? À, con bé kia thì nó ở nhà chồng ở đó. Dạ. Rồi nó nuôi bự rồi nhỏ hơn này chút rồi người ta không cho ở
ở chặt trội đó. Dạ. Phòng trọ cho ở rồi nó gỡ ở đây đó. Dạ. Ở đây nuôi tới giờ luôn á. Dạ. Rồi ông tới kìa, ông tới kìa. Mình mang ra cho ông hay là ông tới? Tự nó ăn, trời ơi. Tự nó tới luôn hả? Ừ, tắm rửa sạch sẽ rồi lên hình nữa. Nó không chịu, nó nói là ăn liền, ăn trước rồi tắm sau. Chắc nó nói ăn trước rồi tắm sau. Thôi tắm đi ông ơi. Trời, nó nghe kìa. Đi ra tắm kìa. Tắm, take a bath. Trước đã. Kìa, nó nghe kìa. Thấy đồ ăn ngon vậy mà nó không chạy tới mà nó nghe lời đi tắm kìa. Ghê chưa? Lên hình người ta cười cho rồi sao? Dạ, rồi con này sao anh hả? Con này thì cơ duyên như thế nào? Thì bà chị bà ở trên phố á, bà thấy người ta cặp ở nhà thì cũng bị bằng đất đó. Dạ. Bà cứu lên á. Dạ. Lucky hả? Lucky kìa, lẹ lên. Cái số mày sướng vậy? Con này thì anh không cần phải ấy nó hả? Không cần phải phải chia sản nó hả anh? Trời ơi, đó em lên lớn rồi kêu thú y nó anh kiệt chứ. Dạ. Nó phải chia sản mà chứ thằng có mình nó à. Dạ. Đó em thấy nghe lời khô mắm. Dạ. Như người ta nó nằm nghe kinh tối ngày. Dạ. Ừ. Heo nghe kinh kìa. Ừ, nó nghe kinh, nó phải nghe kinh lắm. Dạ. Đó bởi vậy nó nằm ở đây nè. Có cái máy nghe kinh nó nằm suốt. Dạ. Mà anh nói là nó nghe lời liền ha. Ừ, nó bắt ngày nào cũng bắt kinh tắm 2-3 lần á. Dạ. Không tắm là bắt đầu nó lại nó ủi ủi mình á. Dạ. Nó cũng mỏi sạch sẽ lắm mà tại vì trời tháng này nó nóng rồi á. Dạ. Nó mới đặt cái thùng nước nó xuống rồi nó nằm đó chứ. Dạ. Tắm sạch sẽ là đi vô ăn cơm nha. Cơm có sẵn nó nghe mùi thơm lắm rồi đó, nó phóng ra. Xong anh kêu nó đi ra tắm là nó cũng nghe lời nó quay ra nó tắm. Tắm đàng hoàng vậy. Dạ. Quay cái mình bên kia qua đây coi. Nó đi. Quay qua bên kia với hai cha. Ồ, nó ăn nó cũng từ tốn đó chứ anh hả? Nó cũng ăn từ tốn chứ đâu có hàm hồ đâu. Dư giả có chút đâu rồi dành. Dạ. Nghe cái coi kìa. Ăn giống như là công tử vậy đó. Đâu có hàm hồ giống người ta đâu. Nó sướng nhất. Dạ. Dạ. Mốt em nói chung là nó là sướng nhất. Dạ. Các không có mà con heo mà nào mà sướng bằng nó đâu. Dạ. Ráng làm nè. Dạ. Từ từ. Dạ, từ từ mình làm anh ha. Sức mình tới đâu mình làm tới đó. Ừ. Em cũng mong bà con coi video ai đó mà yêu thương động vật như vậy nè. Và phát tâm giúp đỡ phụ anh một tay anh ha. Thì chi phí nó cũng không nhiều mà. Đó nước anh dĩ vậy đó. Dạ. Là không bao giờ thiếu đâu anh hả? Ừ. Uống nước hay là đi rửa miệng vậy không biết nữa. Nước. Anh nói là nước giếng, là nước giếng khoan hay là nước giếng gì anh? Ừ, nước từ giếng lòng đất hả anh? Ừ, dạ. Đất dạ. Nước trong khe à, mà mát lắm. À con heo tên Lucky, còn con chó đó tên Donan. Donan. Dạ. Con này bông. Dạ. Con này là trưởng. Dạ. Con dạ. Này vàng mặt. Dạ. Con này Suki. Dạ, Suki sao nhìn yếu thế Suki? Suki nay 90 tuổi rồi. Dạ, à, cũng lớn rồi đó. Ừ, con này Lucky. Dạ. Này Lucky, bà chị ở Bình Dương người ta nhậu về đánh đập nó rồi. Đã mua nó 500 ngàn đây. Dạ. Lucky ở đây không? Anh là ba này Lucky. Nè. Đây, đi đây. Đúng cái tên luôn, Lucky may mắn luôn. Ừ, Lucky là may mắn. Dạ. Dạ. Trời ơi, trời ơi. Ừ. Ôi trời ơi. Đó anh lên ngủ rồi, tôi nói lên ngủ rồi đó. Trời. Đó nó leo lên. Trời ơi. Từ mày có ít quốc quậy lại nha. Ừ, đứa nằm trên gốc. Dạ. Ủa rồi anh ngủ anh có văn mùng không? Không. Văn mùng muối chích anh sao? Không có mũi. Ồ. Ừ, mà người ta ở ngoài đường quậy quậy anh nói trời ơi mũi quá trời mà anh ở đây 5-6 tháng không có mũi. Dạ. Ừ. Mừng quá anh hả? Dạ tuyệt vời. Dạ. Bực dạ chắc em thôi không dám nói cứ nam mô như dạ. Em cứ ở nhà bực xuống đi ở ngoài đường á đây đâu có xa đây dạ. Đường ám bị vô người ta nói mũi không có mùng là ngủ không được dạ mà anh 6 tháng nay là không có cái mùng dạ anh là không có mùng mà không quạt luôn dạ ừ tuyệt vời lắm ủa sao anh không gánh quạt anh
Hả? Tủ lạnh lắm. Tủ lạnh lắm. anh thủ mà nè. Dạ. Tủ lên thì mình lạnh lắm. Dạ. Trời ơi. Anh làm bàn với tụi nó. Ủa thì ở đâu có cái giường dễ thương vậy, giường cổ nè. Cho á. Dạ. Ừ, nói chung là người ta cho không. Dạ, đồ cho mình, nhà mình xài đồ cho không? Ừ, cho không. Chứ hỏi nó ăn không, có đủ tiền cho nó ăn. Dạ. Mua. Dạ. Ok, ba cái cũ ra bỏ ra mình đem về mình xài. Dạ. Nói chung là anh thôi bà con cho cái gì quý cái đó, cảm ơn bà con cái đó nha. Ừ. Dạ, đâu xem anh uống thế nào nè. Nó có đồ chai không à. Dạ. Đây là sườn non anh ốp để anh chiên. Dạ, sườn chiên. Ừ. Còn thôi. Rồi cái anh ăn uống cũng đơn giản quá à. Còn này là canh chua rau lan với dạ. Đều. Dạ. Anh phải ăn uống làm sao để cho có sức khỏe được mà. Anh không quan trọng hơn ăn. Dạ. Ừ. Nói thế thôi nhưng mà anh không có sức khỏe thì sao anh chăm sóc tụi nó được? Rồi anh nói dạ. Em mình ăn cơm dạ. Là ngày cũng cũng là được rồi. Sức khỏe mình quan trọng chứ anh mà không khỏe thì sao anh chăm sóc tụi nó được? Ăn chay mình nói thiệt nó làm bước. Dạ. Lo lắng cho sức khỏe của mình. Dạ. Trời ơi. Ở đó mọi người thấy cái cuộc sống rồi sinh hoạt của anh ấy cũng còn khó khăn lắm anh ha. Ừ, dạ. Thôi chỉ cầu mong mình anh dạ. Khỏe, tụi nó mạnh khỏe là mừng rồi. Dạ. Thế mấy đứa mày ở đây phải ngoan nha, đừng có quậy phá nha. Yêu thương lẫn nhau nha. Có ăn khoai lang không? Lucky có ăn khoai lang không? Trời, Lucky mà khoai lang kìa trời, mỗi đứa xin giống như ăn quà vậy đó. Khoai lang luộc anh ha. Trời ơi, mấy bọn này nó hay thiệt, cái gì nó cũng ăn được hết á. Ủa để đó mà nó không ăn mà anh phải cho nó mới ăn hả? Ủa kìa, lạ quá kìa Thiện ơi. Nè, để đây từ sáng đến giờ luôn nè. Ở dưới bếp vậy cũng vậy luôn á. Dạ. Dưới bếp để đồ ăn là không giờ nhớ. Nha. Đó. Để đây từ sáng đến giờ luôn nè mà không ăn nè. Không có anh lấy ra ăn, cho nó ăn nó mới ăn. Hay thiệt. Đó, thấy chưa? Chứ không có đứa nào mà dám rồi lên đó mà lấy cái đồ ăn. Wow, cái này mới lạ nè anh. Nói chung mấy đứa này nó nói chung là nó dạ. Nó biết chuyện của anh ha. Ừ. Có căn cơ mà sao. Dạ. Dạ. Thôi ở đây với tụi nó là mến tay mến chân quá à. Thôi phải chia tay nó để đi về Sài Gòn đây. Ừ. Cái chế đó. Ừ. Hẹn các bạn một ngày gần nhất nha. Ừ. Chúc em rồi. Vui quá. Dạ. Trời ơi nó thiệt. Đó trời ơi khoai lang mà đứa nào nó cũng ham hở nó ăn. Dạ. Bất cứ là không giờ em thấy với dạ. Đám thân của tụi nó tuyệt vời không? Dạ tuyệt vời quá anh. Ừ. Hay quá. Đồ ăn thì không để vậy đó. Dạ. Em thấy không? Rồi mấy chỗ này nó leo lên vệ sinh dạ. Trên đó là không leo. Dạ. Rồi đi là đi vệ sinh nhau lại. Dạ. Hay quá. Đó trừ con heo với hai mấy con chó này đó. Dạ. Ở nhà sạch trơn này quay cái đó. Nhà đó kìa. Đó. Sạch trơn luôn. Đi 3 tiếng đồng hồ với em này dạ. Đó. Chứ bình thường á mà để cái máng nước vậy là nó sò chay sò chân vô là dơ hết trơn rồi. Em tới thăm thì em càng thấy anh chị sống giản dị mà thiếu thốn như vậy này, em càng cảm phục cái tấm lòng của anh chị nhiều hơn. Đừng có nản lòng. Dạ. Anh nè 3 năm bị biết bao nhiêu cả đất nước Việt Nam mình dạ. Chửi đó. Dạ. Tại vì nói anh bị khùng. Dạ. Con chó nó ăn thịt ăn đồ không mà sao cho nó ăn chai. Dạ. Nó anh nó dạ. Ăn cho ăn chai em thấy sức khỏe nó đâu phải dạ. Tốt hoàn toàn dạ. Nhưng mà anh vẫn kiên trì mà anh chứng minh cho họ thấy. Bây giờ thì em cũng thấy luôn rồi. Đó dạ. Anh phải dạ. Bò lết cỡ nào nói cỡ nào. Dạ. Nhằm người ta nói giết anh được rồi mà không ở tù tôi cũng giết á. Dạ. Nó anh bị khùng bị dạ. Điên. Ui có nặng nề như vậy đó. Chắc nếu con người mình biết mở miệng xin. Dạ. Còn tụi nó đâu biết. Dạ. Bất cứ người nào cũng xin được. Nó còn tội nghiệp mình hơn hơn mình ha. Em mới thương tụi nó. Dạ. Thôi em đi đây, em rồi. Cảm ơn anh. Dạ, rồi, hẹn gặp anh gần nhất nha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Gắng cố gắng đi anh dạ. Em.